Hello, xin chào tất cả anh em. Tôi đã trở lại ngày hôm nay với một chiếc clip rất là hấp dẫn và mát mẻ. Đó là chủ đề về thay nước khi nuôi huyết long nói riêng và cá rồng nói chung. Đây là một chủ đề không mới nhưng mà rất là được nhiều anh em quan tâm. Nhất là anh em mới chơi cá rất là quan tâm đến vấn đề thay nước. Chứ những anh em chơi cá mà đã nhiều kinh nghiệm và đã có nhiều trải nghiệm rồi á, thì cái vấn đề này nó không khó và nó không đáng quan tâm. Nhưng mà anh em mới chơi chơi thời gian ngắn hỏi rất là nhiều, hỏi mình rất là nhiều, cũng như lăn tăn cái vấn đề này rất là nhiều. Làm sao để có một cái cách chơi, cách thay nước nó phù hợp và tốt nhất cho con huyết long. Thì có rất là nhiều cách chơi, có rất là nhiều trường phái. Nói trường phái cho nó nghe nó hơi ghê gớm, nhưng mà tụ chung thì có ba cách chơi phổ biến. Đầu tiên đó là cách chơi mà nuôi huyết long thay nước xiên á, tức là có thể thay nước hàng ngày hoặc là cách ngày thay, hoặc là tối đa là 3 ngày đổ lại là sẽ thay nước một lần. Đó là cách chơi thứ nhất là thay nước xiên, đó là mình là nằm trong cách chơi này. Cách chơi thứ hai đó là ít thay nước. Ví dụ như là khoảng 7 ngày, 10 ngày hoặc là nửa tháng mới thay nước một lần, hoặc là 1 tháng, 2 tháng mới thay nước một lần. Đó là những anh em thuộc cái cách chơi thứ hai là ít thay nước. Và cái cách chơi thứ ba cũng có, đó là cách chơi rất ít thay nước. Là hầu như là không thay mà chỉ là châm nước thêm vào khi mà nước nó bốc hơi đi. Mình vừa nêu lên ba cái cách chơi phổ biến thì vấn đề đặt ra là anh em sẽ rất là lăn tăn là chơi cách nào là nó sẽ hiệu quả nhất và nó tốt nhất cho cái con huyết long về cái cách thay nước. Thì hôm nay cái clip của mình, quan điểm là quan điểm cá nhân của mình ngày hôm nay chia sẻ, thì mình nghĩ là không, trong cái thú chơi đó, nó không có đúng sai đâu rồi, chơi thế nào cũng được hết, là quan trọng là do mình thôi. Ba cái chơi đó nó còn phù hợp, nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện của các bạn và cái sự thích nghi của từng cái con cá, vì mỗi sinh vật sống là khác nhau. Điều tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người là như thế nào. Ví dụ như tùy thuộc vào thời gian của các bạn chơi, là các bạn có nhiều thời gian để mà thay nước hay không. Rồi điều kiện thay nước là nước trữ rồi kéo ống này nọ, đó là vấn đề về điều kiện cá nhân mỗi người. Vấn đề thứ hai là cái sự thích nghi của từng cái con cá và cái phản ứng của nó như thế nào các bạn. Chơi rồi các bạn điều chỉnh. Đâm ra là những anh em chơi cá nhiều trải nghiệm về vấn đề thay nước này rất là dễ dàng. Thì mình là chọn cái cách chơi thứ nhất là mình rất là xuyên thay nước, và mình sẽ chia sẻ cho anh em đồng ngư là tại sao mình lại chọn cái cách chơi đó. Mình kể cho các bạn nghe là những ngày đầu tiên mình nuôi huyết long á, thì mình cũng nuôi vài con. Đầu tiên vào mình cũng đã nuôi vài con rồi, là mình cũng rất là ít thay nước. Rất là ít thay nước, và lúc đó cũng tập tành xét bộ lọc rất là xịn sò, cũng đú ra chen rồi lọc dưới lọc trên rồi chơi hết và xét lọc đó là ok. Xài thời điểm 5-6 năm trước mà xài Matrix rồi sứ Nana Taro rồi đá Mai Fan rồi này nọ rất là xịn sò rồi, và cứ nghĩ là bộ lọc nó đã giữ rồi, xịn rồi, thì ra cũng rất là ít thay nước. Và cũng có nghe như anh em, nhiều anh em bây giờ nghe là huyết thì nên xích nước cũ rồi này nọ, đó là mình cũng rất là ít thay nước. Có khi là mình 10 bữa nửa tháng mình mới thay, có khi cả tháng mình mới thay một lần, bởi vì nhiều khi những cái hồ lọc dưới nhìn nó rất là trong nhưng mà thực tế thì nó không tốt. Chưa chắc nước trong là nước tốt mà. Nhưng mà sau một thời gian này nó vấn đề nó xảy ra như thế này các bạn, tức là nuôi một thời gian như thế thì cá mình nó một số con là nó không được sung mãn, nó không sung, nó ăn cũng không có mạnh, không sung mãn như một số anh em khác. Rồi cái vấn đề lớn nhất đó là nó bị bệnh, nó bị bệnh các bạn. Thì nó cứ bệnh lặt vặt hoài, mà nhất là những anh em mới chơi cá, cá mà bệnh thì rất là lo, rất là đau đầu, bởi vì chưa có kinh nghiệm trị bệnh. Cá bệnh rất là rối trí, rồi hỏi người này người kia tùm lum tá lả, chả biết nó bệnh gì luôn. Đó, gặp cái tình huống đó rồi bắt đầu cá nó bệnh thì
bắt buộc là mình phải thay nước. Thì cái giai đoạn nó cũng qua rồi, dần dà mình mới trải nghiệm và mình thấy đi đến một cái kết luận đó là thay nước xuyên á, cảm giác là con cá nó sẽ sung hơn, nó sung hơn mà nó ăn khỏe hơn, sung căng hơn, nhìn nó phê hơn và nó rất ít bị bệnh đó. Thay nước xuyên và đảm bảo một cái chu kỳ thay nước ổn định hơn thì con cá rất ít bệnh, và thậm chí là có con nó cả năm nó không bệnh luôn. Đâm ra là mình đi đến một cái nhất quán là mình sẽ xuyên thay nước, và mình đã cố gắng set up đường all in cho tất cả những cái hồ nhà mình để mà cái việc thay nước nó thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo là mình có thể thay nước thường xuyên được. Chứ thực tế mình không có xuyên đó, mình lười vãi đái ra, nhưng mà mình cố gắng set đường all in để mà có thể thay nước xuyên xuyên hơn. Thì đó là chia sẻ đến với các bạn nè, để các bạn thấy được cái vấn đề là tùy tình hình thì mình mới lựa chọn và mình mới áp dụng được cái cách chơi phù hợp. Anh em mà vẫn có thể chơi theo cái cách là ít thay nước hoặc là châm nước thôi, bình thường chơi vô tư. Nhưng nếu mà có việc sự cố nó xảy đến với cá của anh em á, ví dụ cá bệnh hay cá không sung căng hay là không đẹp như cá người ta, không lên màu phát triển như cá người khác, thì anh em phải thay đổi. Chứ không anh em ví dụ như là con cá nó cứ anh em ít thay nước hoặc chăm nước nó vẫn phát triển đẹp, vẫn phát triển bình thường, nên anh em cứ thế anh em chơi thôi. Nhưng nếu mà cá bệnh cá không sung thì anh em bắt buộc phải thay đổi, là anh em phải tăng cái tần suất thay nước lên, đổi cái cách chơi đi. Chứ không lẽ mà cá nó có bệnh miết hoặc là cá nó không sung không ăn mạnh mà anh em cứ chăm chăm vô là ít thay nước thì mình thấy không ổn. Tùy vào tình hình, quan sát con cá, biểu hiện con cá như thế nào đó, chơi là phải linh động lên. Thành ra là cũng không có gì khó khăn cho cái vấn đề này. Còn nó cứ thế mà nó phát triển tốt thì anh em cứ chơi như thế thôi. Còn mình thì riêng mình là mình thấy cái cách chơi của mình là xuyên thay nước nó sẽ ổn hơn. Chiếc clip ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ và đưa ra quan điểm của mình về ba cái chú ý quan trọng trong cái việc thay nước ở cá rồng huyết long. Về cái vấn đề thay nước đó, nhất là những anh em mới chơi rất là chịu tác động của một số anh em nghệ nhân hoặc là những cái anh lớn chơi cá. Về cái vấn đề là ít thay, nên khuyên nên ít thay nước đó, thì cái có ba cái chú ý mà mình lưu ý với anh em. Cái đầu tiên đó, đó là anh em mới chơi đừng nên áp dụng cái phương pháp mà châm nước mà không thay nước mà chỉ châm thêm á, rất nguy hiểm đối với những anh em mới chơi. Bởi vì sao anh em đấy là những cái anh mà chơi theo cái cách mà châm nước không bốc hơi không á, không thay nước, là các anh đó nuôi rất là ít cá trong một cái hồ và họ cho ăn rất là ít, thậm chí mà là một tuần cho ăn có một hai lần, thậm chí là tháng cho ăn có 3 lần. Không như những anh em mới chơi đâu, anh em mới chơi là nuôi nhiều cá trong hồ và rất thích cho ăn nhiều. Đâm ra là anh ăn nhiều thì nó sẽ ị ra nhiều, nó thải ra nhiều thì chất lượng nước nó sẽ giảm đi. Đó. Và nuôi cá cộng đồng rất là nhiều do đó thì cái chất lượng nước hồ nó sẽ rất là mau 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 xuống. Đâm ra anh em phải bắt buộc anh em phải cố gắng anh em thay nước. Chứ còn những như người ta cho ăn rất là ít, cái nước hồ rất là sạch và người ta không nuôi phụ kiện hoặc thậm chí nuôi rất ít phụ kiện thì cái nước hồ của người ta kiểm soát được đó. Anh em lưu ý vấn đề đó và anh em cứ thứ để ý coi mình nói có đúng không. Đó là vấn đề thứ nhất. Và anh em trong cái vấn đề thứ nhất này, anh em cũng cần nhớ một điều là con cá rồng là con cá ăn thịt, là con cá ăn thịt anh em nha. Đâm ra là những cái thức ăn mình đưa vào hồ là nhiều khi là tôm nè, sâu dế đồ này nọ, nó cũng không không có sạch, thì đâm ra chất lượng nước hồ nó cũng không đảm bảo đối với những trong thời gian dài mà không thay đó. Ăn thịt, cá ăn thịt mà cá săn mồi và nó thải ra cũng tương đối là nhiều, nhất là đối với những anh em nuôi nhiều cá phụ kiện nữa. Rồi cái lưu ý thứ hai là mình chia sẻ với anh em, đó là cái vấn đề về cái bộ lọc và cái pH mà anh em mà những anh em khác thường hay góp ý là pH thấp thì cá huyết long nó sẽ
lên màu tốt hơn. Cái này mình nghĩ là nó đúng, nhưng mà nó đúng đối với những cái trại cá, đối với những cái người nuôi cá trong ao hồ á, cái diện tích mặt nước nó lớn và nước nó có đối lưu mà, đâm ra người ta đâu cần thay nước đâu, và người ta đảm bảo pH nó trong khoảng đó thì cá nó phát triển tốt. Chứ còn trên hồ mà cứ đảm bảo pH 6 đến 7 rồi rồi đó, cứ cứ căng vào đó mà chơi thì rất là khó, rất là đau đầu cho những anh em mới chơi loay hoay ở pH pH này nọ. Mình mấy năm nay mình chả bao giờ quan tâm tới pH. Thì mình chia sẻ với anh em là ngoài pH ra thì con cá nó không phải là cái quyết định để con cá lên màu tốt đâu, mà nó còn phụ thuộc vào cách anh em đi phong hồ rồi phong nền và đèn nữa thì nó mới lên màu tốt, chứ không phải là nước cũ hay là ít thay nước thì cá sẽ lên màu tốt. Điều đó không có phải là yếu tố quyết định, còn nhiều yếu tố quan trọng khác. Mình cứ nghĩ là cái hồ đảm bảo cho nó ổn định là nó sẽ phát triển tốt nhất thôi, chứ không phải là cứ pH thấp là này nọ, mình không nghĩ như vậy. Ví dụ anh em như 3 ngày anh em thay 30% nước nhưng không tốt bằng mỗi ngày này anh em thay 10% nước đâu. Thay nhiều là nhiều nước thì nó không tốt cho cá, nhưng mà thay nhiều lần ít nước thì sẽ kích thích con cá nó tiêu hóa cũng như là phát triển tốt hơn. Rồi cái lưu ý thứ ba mà mình chia sẻ với anh em đó là cái vấn đề về khi mà con cá bị bệnh á thì anh em phải thay nước như thế nào. Ví dụ như con cá nó bị bệnh mà anh em vẫn chăm chăm theo cái cách chơi là ít thay nước hoặc không thay nước, chăm nước như thế thì không bao giờ ổn được. Bắt buộc khi cá bệnh là phải thay nước thôi, bởi vì lúc đó là độc tố trong nước nó đã nhiều rồi, cá nó đã nhiễm virus vi khuẩn rồi. Và lưu ý là hầu như những cái thuốc trị bệnh cá phổ biến trên thị trường bây giờ đều phải bắt buộc phải thay nước mỗi ngày. Chỉ có mình, nếu mà mình không nhầm thì chỉ có cái thuốc Melafix và cái Bimafix là của hãng AB Hoa Kỳ đó, là họ họ khuyến cáo là đánh một liệu trình 7 ngày 10 ngày đó mà không cần thay nước, mà chỉ cần chăm thêm cho nó. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái chế phẩm thuốc đó nó là được chiết xuất từ thiên nhiên, cây lô hội cây gì đó, nó có mùi thơm thơm hắc hắc giống dầu gì nào ta, nó thơm á, thì nó người ta nói nghĩ là nó sẽ không giết chết vi sinh, không ảnh hưởng đến vi sinh trong nước, nên người ta khuyến cáo là một liệu trình là 7 ngày là không thay nước. Nhưng mà mình thấy không ổn, bởi vì mình cũng đã trải nghiệm qua hai cái loại thuốc đó thì mình thấy là cái hiệu quả nó rất là chậm, thậm chí là hiệu quả rất là ít. Nếu đối với những cái anh em mà cần đã đánh thuốc để mà cá nó khỏi nhanh thì đánh hai cái chai thuốc đó rất là chán, rất là thất vọng luôn. Còn lại những cái loại thuốc khác á, thì đều luôn khuyến cáo anh em là thay nước mỗi ngày. Bởi vì sao? Bởi vì trong thuốc đó nó phần nào nó có những cái thành phần hóa học thì nó sẽ ngoài nó giết virus vi khuẩn gây hại thì nó sẽ diệt luôn một số cái vi sinh có lợi cũng như có hại luôn. Thì đâm ra là chúng ta phải thay nước để giảm một phần độc tố và những cái thải đó ra. Nếu anh em không thay nước thì độc tố lại tích tụ. Do đó là đánh thuốc rồi lại thay nước, sau 24 giờ phải thay nước và tiếp tục đánh thuốc và tiếp tục thay nước nữa. Đó là cách làm để mà cho con cá nó mau khỏe và trị bệnh nó hiệu quả hơn. Đó. Thì đâm ra là nếu mà cứ căng theo cái cách chơi ít thay nước này nọ và chăm nước thì nếu cá bệnh là nhất là những anh em mới chơi rất là đau đầu. Không thay nước lên trong trường hợp cá bệnh là không ổn đâu anh em. Và nhất là anh em để ý là chơi cá thì đường nào rồi cuối cùng sẽ có cái hiện tượng là bị nấm râu và nấm thủy mi. Hai cái loại nấm mà mình nghĩ là nó rất là khó trị bệnh, khó trị và thật sự là không chưa hình như chưa có thuốc đặc trị nào hiệu quả. Mình thì mình cá mình cũng bị và mình chỉ có thay nước thường xuyên và nhiều con nó là không bị và nó hết, thậm chí là nhiều con nó không tái lại nữa. Ngoài ra mình không xài thuốc gì khác đối với hai cái bệnh rất là cứng đầu đó.
Thì nếu mà anh em không thay nước thường xuyên, rất khó vượt qua được cái khúc này, rất khó vượt qua được cái khúc thủy mi và nấm râu. Mình thấy là như thế. Đối với mình thì mình chỉ thay nước thường xuyên là nấm râu nó còn hết luôn, thậm chí có con nó không tái lại như con này, như gần như là nó chỉ bị một nấm râu một lần thôi, và mình đảm bảo cái chu kỳ cách ngày mình thay nước thì giờ là gần như nó không bị nấm râu nữa đó. Không xuyên thay nước thì khó, rất khó vượt qua cái khúc này anh em nha. Đó là ba cái lưu ý quan trọng mà mình có chia sẻ với anh em. Thì tiếp theo đây có một số cái chia sẻ nhỏ nữa, đó là cái vấn đề mà mình một số con cá là mình thay nước hàng ngày luôn. Đối với những cái con cá mà mình tanning á thì thường là mình sẽ thay nước hàng ngày luôn. Bởi vì sao? Mình cũng tham khảo rất là nhiều các rất nhiều anh em ở trên các hội diễn đàn ở Indo luôn á, thì người ta cũng khuyến cáo và mình cũng thấy người ta là thay nước hàng ngày đối với những con cá mà người ta tanning thời gian dài á. Bởi vì khi tanning á, cá nó rất là stress, cá nó rất là căng thẳng. Và nhiệt độ nước của hồ nó có thể tăng cao, nhất là nuôi ở trong nhà vào mùa hè, và nhất là ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ như ở Việt Nam á, thì thay nước á, nó sẽ làm cho cái nhiệt độ hồ nó giảm đi, nó đảm bảo trong khoảng từ 27 đến 30 độ là đẹp nhất khi tanning, và cho cá phát triển tốt. Đồng thời là nó giúp con cá đỡ căng thẳng, đỡ stress khi mà chúng ta ốp đèn tanning cường độ cao và kích thích ăn uống. Nhiều anh em cứ nghĩ rằng bộ lọc anh em xét đắt tiền, nhiều tiền, chơi vật liệu lọc VIP này nọ, VIP slip hết, nên anh em nghĩ là nó đã cân tốt được cho cái nước hồ hoặc là cho cái hệ thống lọc, nhưng mà thật ra là anh em cũng không thể nào mà tin tưởng hết vào được cái hệ thống lọc. Nó nhiều khi nó không cân không nổi đâu, bắt buộc phải thay nước thôi. Thay nước nó sẽ giảm được độc tố ở trong cái hồ, đồng thời là con cá chúng ta là con cá nó hô hấp qua mang, đâm ra là khi mà chất hữu cơ hoặc là vi sinh trong nước nhiều là nó sẽ nhiều con nó sẽ biếng ăn và nó ăn ít mà nó vẫn sống. Nhiều con nó nhịn đói 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thậm chí nó không không chết là vậy, nó lấy vi sinh qua mang và nó hô hấp. Thì để mà kích thích nó ăn uống, ăn lồng lộn lên ăn mạnh á, thì anh em cứ thay nước thì nó sẽ giảm chất hữu cơ trong nước đi, giảm độc tố, giảm cái những cái mà thức ăn đó đó khiến con cá nó hô hấp, kích thích hô hấp thì nó sẽ ăn mạnh hơn, ăn sung hơn. Anh em có thể ý là cái dàn cá của mình nó ăn lúc nào cũng rất là sung, cá như mình ăn rất là mạnh, bởi vì mình chơi theo cái kiểu xuyên thay nước. Tanning là mà ngày nào mình cũng thay, còn những con khác thì bình thường thì cách ngày mình thay. Đó là cái chế độ và cái cách chơi của mình. Trên đây là tất cả những cái chia sẻ của mình về một lần nữa về cái vấn đề thay nước này. Hy vọng là sẽ giúp ích được phần nào đối với nhất là những anh em mới chơi vẫn còn lăn tăn trong cái cách lựa chọn cái cách chơi sao cho phù hợp. Thời gian qua thì cũng lâu lắm rồi mình không làm clip, thì ngày hôm nay thì mới mới quyết định làm lại một cái clip này. Có rất nhiều anh em thì cảm thấy là có một chút kinh nghiệm rồi hoặc là có cái trải nghiệm tương đối rồi, thì nhiều khi không thích chia sẻ hoặc là đem bây giờ quay ra là hay dè biểu những cái gọi là những người YouTuber chia sẻ về cá rồng trên mạng á. Thì mình đã public những cái video như thế này thì mình cũng cũng có thể xem là một YouTuber trong số đó đi. Nhưng mà mình thấy hơi chạnh lòng một xíu, bởi vì anh em cứ nghĩ là YouTuber là chỉ nói ba hoa tào lao mới lao hay là chém gió thôi. Đúng thật là mình thì cũng chém gió, nhưng mà mình chém về chia sẻ và chém về những cái thực tế thôi. Có thể thông tin rất là nhiều thì anh em mới chơi á, cố gắng là chắt lọc và lựa chọn cái nào mình thấy phù hợp và bổ ích cho mình thì mình tiếp thu, chứ không phải là cách cổ suý tất cả các bạn cách chơi. Không phải là cái YouTuber là nói sao là anh em chơi vậy, hay là YouTuber là nói tào lao thôi. Vẫn có những anh em nói rất là hay, nói những điều bổ ích, và thậm chí là như mình nghĩ thì những cái gì đầu tiên anh em có tấm lòng chia sẻ, đó là đã
đã là điều đáng quý rồi. Còn YouTuber thì cũng có người này người kia, cũng có những người vì mục đích này, có người thích nổi tiếng, có người thích câu like, câu view, có người thích kiếm tiền này nọ. Đó, tôi là tùy mỗi người. Riêng đối với mình thì với cái video lần này mình sẽ không bật chế độ kiếm tiền và để chế độ public chia sẻ đến toàn thể anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em đã xem và hy vọng những điều mình chia sẻ là bổ ích đối với những anh em mới chơi và những người đang chơi và cần phải tìm hiểu. Một lần nữa cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở video sau, nó sẽ hay và thiết thực hơn. Chào, hẹn gặp lại.